Nằm trong các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai, chiều qua Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Chăn Sạ Mòn Chăn Nha Lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã cùng các thành viên hai đoàn tham quan diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy qua biên giới Việt Nam-Lào. Tình huống giả định được đưa ra trong phương án phối hợp là sau khi các trinh sát phát hiện một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia có đường vận chuyển đi qua biên giới Việt Nam-Lào, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng Quân sự, Công an của tỉnh Hủa Phăn, Lào đã lập chuyên án đấu tranh. Từ nguồn tin của trinh sát báo về, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã kiểm tra xe 16 chỗ ngồi và phát hiện lượng lớn ma túy. Ngay sau khi bị phát hiện, các đối tượng đã chống trả quyết liệt, hòng tẩu thoát. Một đối tượng đã chạy trốn về lại bên Lào, ba đối tượng khác chạy trốn về phía Việt Nam. Lập tức, ban chuyên án được huy động tất cả các lực lượng tham gia bắt giữ và án thành công. Ở đây như là thể hiện được những cái nét cơ bản nhất về cái sự phối hợp giữa hai lực lượng chức năng của hai bên, để không những chỉ cho anh em hiểu sâu nhau hơn, chia sẻ tốt hơn, mà cả cho cả cộng đồng cũng chia sẻ, nhất là cái công việc nó vất vả như thế. Cái lực lượng vũ trang của hai bên mặc dù bất đồng ngôn ngữ, thế rồi thiếu thốn nhiều thứ, nhưng mà vẫn khắc phục hết những cái khó khăn để mà cùng nhau phối hợp. Những năm qua, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước luôn là điểm sáng, góp phần quan trọng củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, duy trì trao đổi thông tin, hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm biên giới, nhất là tội phạm ma túy, gian lận thương mại, buôn lậu, ngăn chặn di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép. Việt Nam và Lào hiện nay có chung đường biên giới dài hơn 2.300 km, tiếp giáp giữa 10 tỉnh của mỗi nước. Khu vực biên giới Việt Nam-Lào luôn được hai nước xác định là một trong những khu vực có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế xã hội.